Quý khán giả đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình Tài Tử với phiên bản tài năng tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tuần trôi qua rất là nhanh và chúng ta đang chờ đợi xem ngày hôm nay gia đình nào sẽ tham gia vào những thử thách như thế nào. Liệu họ có nhận được 10 triệu đồng hay là 1 triệu? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với gia đình đầu tiên. Chào quý vị khán giả, sứ giả May đang ở chợ Tân Bình, một khu chợ được xây dựng từ năm 1960 với 4 cửa chính và 5 cửa nhỏ. Khu chợ này thì chủ yếu là buôn bán quần áo may sẵn và quần áo cưới. Chúng ta cùng đi tham quan nhé. Ô, xin lỗi, mãi tham quan mà quên mất nhiệm vụ rồi. Chúng ta hôm nay sẽ đến thăm gia đình chị Hoài Tâm, ở cũng sống ở gần khu chợ này. Dạ, cho em hỏi phải nhà chị Tâm không ạ? Dạ, mời anh vô nhà. Gia đình gồm 7 thành viên, chào đón sứ giả vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Thành phần tham gia gồm có Trương Phạm Hoài Tâm, 29 tuổi, nhân viên xuất nhập khẩu, sở trường, thể thao, âm nhạc. Con trai 3 tuổi, Nhật Thông, cùng mẹ ruột là bác Phạm Thị Loan, 57 tuổi, may gia công tại nhà, sở trường, khéo léo. Và cậu em trai Út đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp và thi đại học, Trương Phạm Tuấn Anh, 17 tuổi, học sinh lớp 12. Và người cô, ông cậu cùng tham gia chương trình. Yeah! Chị em hỏi là công việc của bác là may thì mỗi tháng mình kiếm được có khá không ạ? Sống. Thế còn của chị thì sao? Em vừa làm nhân viên xuất nhập khẩu. Dạ. Và mình cũng kinh doanh thêm quần áo nữa. Hôm nay nhiệm vụ của sứ giả đến là để trao cho gia đình mình thêm một niềm vui lớn nào đó chẳng hạn. Dạ. À đây. Nhảy dây 3 người, 2 người quay dây, 1 người nhảy. Người chơi sẽ phải nhảy 100 lần trong phần thi của mình. Nếu bị vấp hoặc tốc độ nhảy thay đổi là xem như thất bại. Hướng dẫn khoảng cách giữa hai người quay dây là 3 mét. Dây nhảy do ban tổ chức cung cấp. Đây, sợi dây của chương trình. À, xin cho hỏi là ngày xưa chị có thường hay chơi nhảy dây không nhỉ? Dạ có, hồi nhỏ em chơi nhảy dây, bắn bi, đá cầu, nói chung là mấy môn thể thao. Dạ. Nói chung là nhảy dây thì chị chơi có khá không? Hồi đó mình chơi bằng dây thun. À, bây giờ khác là dây thần. Dạ, ha. Dạ. Thế thì không biết trong gia đình mình có ai giỏi về thể dục thể thao không nhỉ? Nhà em Mai cũng lớn, có em với nhà em. Ông xã em nữa, mà hiện nay ông xã em đi làm chưa về. Thế thì hy vọng là với thử thách này thì gia đình mình sẽ cũng có cơ hội để tập luyện thể dục thể thao để cho khỏe hơn. Dạ. À, nhưng mà còn cho hỏi có một cái điều hơi là nhà mình hơi nhỏ thế này thì có chỗ nào là luyện tập nhảy dây không nhỉ? Dạ, nhà em có cái sân trước, nếu mà tập thì chắc em phải ra ngoài sân em tập. Vậy bây giờ gia đình mình thử xem. Ồ, cái này khó nè. Ủa, vô sao ta? Từ từ nha. Nó thích vô, đụng bây giờ. Đó. Nhảy. À. Mới 3 cái, mệt quá. Dạ, vậy. Bro. Nhẹ nhẹ từ từ thôi nó dậy. Dạ rồi. Chỉ có tới một tuần để luyện tập. Dạ. Để giành chiến thắng cho gia đình. 1, 2, 3. 10 triệu. Và bây giờ chào đón gia đình chị Trương Phạm Hoài Tâm. À, chào cả nhà. Hồi xưa giờ mình có chơi nhảy dây không? Nói chung là thời gian đi học thì mình cũng thể thao, nhưng mà thể thao là mình nhảy cao thì nhiều hơn là nhảy cao chứ không có nhảy dây hả? Đúng rồi. Xưa cô có hay chơi nhảy dây không? Có chứ, chơi đủ thứ hết. Thời đi học thì môn nào cũng chơi hết. Môn nào cô có thể kể ra? Như nhảy sào, nhảy cao, sao? Bánh đũa, chơi bánh bi, chơi bánh... khăn biết thì chơi. Tôi hết chơi rồi. Giống Dương Trai vậy đó hả? Đó. Bây giờ thử thách này mình có nhớ lại ký ức ngày xưa không cô? Có chứ, nhớ lại nhiều kỷ niệm thời đi học á. Tuần qua thì cô nhảy được khoảng bao nhiêu lần? Tôi nhảy được tới 50 mấy lần. 50 mấy hả? Dạ. Còn đây là dì của chị Tâm. Tôi là dì. Dì? Dạ. Mấy ngày qua dì có tham gia nhảy dây không? Có, nhưng mà nhảy không bằng bà chị với lại mấy đứa cháu. À, mình phải tập luyện nhảy dây mà. Dạ. Nó vừa đảm bảo sức khỏe, vừa dạ có thể thao nữa đúng không cô? Dạ. Đúng không cô? Dạ. Và bây giờ chúng ta thử khởi động coi như Quỳnh Linh quay dây đi. Cả nhà mình nhảy thì coi được mấy cái. Mình khởi động nha, chuẩn bị nha. Nhảy thật nhẹ, đúng kỹ thuật nha.
Tất cả đều nhảy theo dây nha. 2, 3. Trời ơi, cái này nhảy cả tưng tưng. Đó coi như khởi động ha. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với 7 ngày qua gia đình của chị Tâm luyện tập như thế nào. Vừa chia tay sứ giả, gia đình bắt tay vào luyện tập. Vì là ngày chủ nhật, ngày nghỉ của mọi người nên ai ai cũng thử sức mình. Nhưng kết quả đó là thất bại. Từ ngày thứ hai trở đi, một tuần mới bắt đầu. Mọi cá nhân trong gia đình đều phải giải quyết công việc riêng của mình, nên thời gian dành cho luyện tập chỉ rơi vào các buổi tối. Bà cô hỏi: "Yêu cầu ba người không phải chơi cái bình này tính độc quyền hả? Hay tự nhảy tặng nhảy mình, cháu nghe đã, người đáng đọc thì lấy 10 triệu." Thấy ý kiến của con gái khá hay, cô Loan mẹ chị Tâm cũng tự rèn luyện sức khỏe. Chúng ta cùng xem lại cảm nghĩ đầu tiên khi nhận thử thách. Thế hệ Tam Bích thì chơi nhảy dây tam giác, nhảy dây này thì cũng có. Nhưng mà mình hồi đó mình chơi bằng dây thun. Bây giờ khác là dây thân ha. Dạ. Thể thao là bộ môn yêu thích của mình khi còn trẻ. Nhưng từ khi lập gia đình, việc luyện tập thể thao không còn nữa. Ngôi nhà với vỏn vẹn 5 thành viên, gồm vợ chồng Tâm, bà mẹ và em trai. Còn bà cô và ông chú thì từ nơi khác chạy đến hỗ trợ. Mỗi đêm mỗi tập, nhưng kết quả vẫn không đạt yêu cầu 100 lần. Có phải đây chính là lý do? Kiểu như nó có đàn hồi đấy. Mày để cho mẹ mày quay thì coi, người ta quay theo cái chiều này thì người ta cái chân nó quay tay là đúng cái đó. Muốn chứng minh quan điểm của mình là đúng, nên bà dì của chị Tâm liền thực hiện thử thách. Còn nó nhiều. Chúng ta hãy cùng phân tích. Việc nhảy dây ba người phải được thực hiện đúng, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. Bốn người vừa luyện tập vừa thay nhau quay clip. Và cuối cùng kết quả đã như mong đợi. Hai lần thành công. Em thấy cũng rung, chảy một hồi cái nó đuối sức, cái bà tham gia tập á thì em nghĩ là cái hơi của mình giữ được cái hơi, tập thở cho nó quen rồi, cái bắp chân mình nó quen cái mỏi rồi, thì tới cái ngày thi thì nó sẽ bị chai luôn, cho nên là mình sẽ nhảy được hơn 100 cái hoặc là hơn 100 cái. Trước ngày quyết định, 5 ngày tập luyện đã qua, độ dẻo dai và tương tác giữa ba người đã ổn định. Và một việc bất ngờ ập đến, đó là bây giờ mấy người đó tập chọt chân cái, giờ nó dẻo khỏi chân luôn. Liệu việc chấn thương của chị Tâm có hồi phục cho ngày thi đấu không? Cô Linh thấy không có thấy xuất hiện chồng của chị Tâm. Tại vì ảnh lên tivi là ảnh xỉu nè, ảnh không dám. Trời, lên tivi xỉu luôn à. Mấy ngày qua thì gia đình mình tập luyện như vậy có xuống ký nào chưa? Quay dây vậy thì giảm cũng được gần 3 ký anh. Cô phải tập đều đều mấy tuần nha. 7 ngày qua thì chúng ta cảm giác được rằng là cái kết nối tình cảm của cái thành viên gia đình với nhau, bên dì nè, rồi bên mẹ, rồi bên cậu này kia, nó có gần gũi nhau hơn những ngày thường hay không? Nhờ có chương trình này thì gia đình em gặp nhau nhiều hơn. Hôm nay chúng ta sẽ đưa ra người nào chinh phục thử thách của chương trình. Dạ, em là người thực hiện thử thách. Cái chân sao rồi? Bữa giờ cũng sức thuốc cũng đỡ anh. Ổn ha? Dạ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. Cả nhà quyết tâm chưa? Quyết tâm. Chúng ta đón chờ thử thách. Đây là thử thách của chương trình. Nhảy dây ba người, hình thức nhảy hai người quay dây một người nhảy. Hai người quay dây, mỗi người cầm một đầu dây và đứng cách nhau khoảng 3 mét. Ba người chơi sẽ quay và nhảy được 100 lần liên tục. Và chúng ta kiểm tra lại đúng dây nhảy mà hôm trước sứ giả đem đến chưa. Mời chị Tâm bước lên phía trước. Bây
Ai chà, bữa nay đi thay nhảy dây mà mặc trang phục như thế có khó khăn hay không? Chị có muốn thay đổi trang phục không? Dạ em muốn thay trang phục ạ. Ai sẽ là người quay dây? Dì em với lại em trai của em. Mời hai người bước lên phía trước. Cái điều quan trọng vẫn nằm ở hai người quay dây. Có phối hợp nhịp nhàng hay không? Có đoàn kết với nhau hay không? Và bây giờ xin mời chị Tâm thay đổi trang phục. Mọi thứ đã sẵn sàng. Khoảng cách giữa hai người là 3 mét. Hãy hít thở thật sâu, hở đều ra, giống như tập yoga vậy đó, lấy lại tinh thần. Cả nhà có động viên gì chị Tâm không? Tâm ơi, cố lên. Cố gắng làm sao mà mình đạt được cái thành tích mà mình mong muốn. Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 4, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 và 100. Wow! Chúc mừng! Chúc mừng cả nhà! Wow! Chúng tôi xin trao cho gia đình chị Hoài Tâm 10 triệu đồng. Một lần nữa cảm ơn gia đình và chúc thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với gia đình tiếp theo. Hôm nay sứ giả sẽ đến thăm một gia đình tại khu dân cư rất đặc biệt của cộng đồng người Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh để trao thử thách của gia đình tài tử. Và không biết là gia đình nào đây? Anh ơi, anh cho em hỏi khu dân cư của người Chăm là ở đâu vậy? Là ở đây ha. Đó là trường học á. À, cái đây là lớp học của người Chăm. Chị biết nhà của chị 23 Phương. Dạ con chào gia đình mình. Gia đình cho con hỏi là nhà cô 23 Phương là ở đâu vậy? Dạ ở đây anh. À, ở đây hả? Tới rồi. Dạ chào gia đình mình. Dạ cô 23 Phương là cô nào vậy? Đây, con mời con ngồi. Gia đình chị 23 Phương gồm có 6 thành viên. Chị 23 Phương, trưởng đoàn 38 tuổi. Mẹ chị Phương, cô Amina, năm nay 65 tuổi. Chú ruột chị Phương, Mali, 58 tuổi. Con trai Nguyễn Đình Saliman, 10 tuổi. Con gái Nguyễn Ngọc Sally, 8 tuổi. Cháu gái City Habibi, 13 tuổi. Gia đình mình là sống ở đây được bao nhiêu lâu rồi cô? Hình như là mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm rồi hả cô? Từ thời ông bà cho tới bây giờ, khi là mẹ đẻ ra là ở thành phố rồi. Bây giờ là con không biết là ai đã đăng ký cái chương trình gia đình tài tử này.
gia đình mình là ai là người đăng ký? Là người này đăng ký đi học kịch xong rồi là tự đăng ký luôn, bắt gia đình bây giờ là phải là tham gia theo. Mà con có coi chương trình này nhiều chưa? Con thích chương trình này không? Thích không? À thích đúng không? À, gia đình mình thường thường những cái thời gian rảnh gia đình mình có chơi thể thao môn nào không chị? Chị có chơi thể thao môn nào không? Chị hả? Thì dạ. Tới là bóng chuyền, bóng gỗ hay là các môn thể thao chị đều biết. Bà có chơi môn thể thao nào không bà? Chị bên đủ. Thử thách mà của gia đình tài tử sắp đưa ra cho mình là nó liên quan đến một môn thể thao. Bây giờ gia đình mình đón đây thử thách là cái gì? Chị nghĩ là chắc là bóng gỗ hả? Bóng gỗ. Còn con nghĩ là gì? Tưng banh. Làm. Còn bà nghĩ là cái gì? Đừng nói bóng. Tưng banh quá hả? Tưng bóng. Tưng banh đúng không? Rồi bây giờ thử thách của gia đình mình sẽ là với đại gia đình yêu thể thao này thì không biết thử thách sẽ là gì đây. Bây giờ chị nha, chị phải thổi thật là nhẹ cho nó lăn vào những chai này và nó rớt cái ly này. Đó, gia đình mình nó hiểu được chơi chưa? Cố lên nha, gia đình nè. Cố lên. Rồi, từ từ thôi chị, từ từ thôi nha. Rồi, thổi lên. Lên, vô. Trời ơi, xém rồi. Vô. Hay quá chị ơi. Chú Tám. Cố lên, chú Tám. Cố lên. Cố chú Tám. Ôi, hay quá chú Tám ơi. Cố lên. Cố. Hay quá con gái ơi. Rồi, nãy giờ con thấy gia đình mình đó là 7 chai là cái thử thách được quá dễ dàng, bây giờ khó hơn. Tám chai nha, thử thách sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thử thách của gia đình mình đó là thổi banh bóng bàn. Trong vòng 1 phút, người chơi phải thổi trái bóng qua 8 chai thủy tinh, dựng ngược và cuối cùng bóng phải rơi vào ly đã bố trí sẵn. Phần thi xem như thất bại nếu hết thời gian quy định mà bóng không rơi được vào ly. Lưu ý, chỉ cần một trái bóng rơi vào và nằm trong ly là chiến thắng. Người chơi chỉ được thổi một hơi cho một trái bóng. Người chơi phải thực hiện nhiều lần trong thời gian quy định. Là bây giờ gia đình mình ai sẽ là người thử thách cái 8 chai đầu tiên này? Mời triệu gia đình, mời triệu. Trời ơi, qua luôn, qua. Trời ơi, là bây giờ là nói chung là 8 chai nó khó khăn hơn rất là nhiều. Là bây giờ gia đình mình cố lên nha. 2, 3, yeah. Hãy vỗ tay chào đón gia đình chị Hamila Phương. Xin chào cả nhà. Được biết là ở nhà là bà rất là thích ca hát nhảy múa đúng không ạ? Sao? Dạ. À đâu thử cô dạ. Vừa múa vừa hát đúng không ạ? Dạ được. À, thử coi. Mà đừng có cười nghe không? Dạ không có ai cười đâu. Dạ vui cười thôi. Hơn 60 rồi đấy. Còn trẻ lắm. Dạ. Trời ơi, mắc cỡ quá. Chú Miền Linh là mắc cỡ quá. Mà cái lơ tơ lớn tuổi chắc giọng hơi khàn vậy. Dạ không sao đâu. Hát vui là chính. Hai câu thôi. Rồi hai câu. Hai câu nha. Dạ. Rồi, bắt đầu. Tay đi. Biết cây nữ say, biết cây nữ say, xa lắm mang xa chăm. Không phải quét gầy thủ giờ em là mù. Chưa già lý tuân già, chưa già lý tuân già. Chà lạp mi cho là thỏa tráng mẹ mờ. Hết. Dịch cái bài đó ra là sao cô? À, cái bài đó này là Nhớ ơn Bác Hồ. À. Dạ. Cái phong tục của người Chăm mình á là nếu như mà lấy nhau đó thì mình sẽ có phong tục đám cưới như thế nào ha? Cái đám cưới đó nó người Chăm chú vui lắm chú Linh. Dạ. Làm tới 3 ngày 3 đêm nữa. Rồi khi đó bên đó là rể, đưa rể qua nhà cô dâu. Nó tóm là bắt rể đó anh. Bắt rể à? Bắt rể chứ không có làm dâu. Dạ. Thử thách vừa rồi nó có vui không? Dạ vui em. Rất là vui. Rất vui đúng không? Dạ. Rồi, tất cả chúng ta sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Sẵn sàng. 7 ngày qua họ luyện tập như thế nào? Cô Lê xin mời quý vị hướng về màn hình. Sau khi chia tay sứ giả, cả gia đình đã tụ tập đông đủ và cùng nhau luyện tập. Có vẻ như với 8 cái chai thì độ khó đã tăng lên rất nhiều. Và kết quả là
đã tìm ra nguyên lý để cho quả bóng bàn có thể đi đúng hướng, đó là Có lệch. Tuy nhiên tình hình có vẻ vẫn chưa ổn. Trời ơi. Và bà ngoại đã quyết định ra tay. Ông nè, có lẽ cái điện thoại của ta vậy đó. Bí quyết đã được bà ngoại truyền thụ, đó là cách điều chỉnh hơi. Và cả gia đình đã áp dụng rất thành công. Và tất cả các thành viên đều có thể đưa thoại bóng rơi trúng vào ly. Không những thế, thổi banh bàn qua chai đã trở thành trò chơi mới của các bạn trẻ trong khu dân cư. Sau 7 ngày tập luyện, tất cả thành viên trong gia đình chị Hamila Phương đều có thể thực hiện được thử thách với độ thành công cao. Bí quyết cho sự thành công chính là tâm lý vững vàng. Cũng chính vì thế, áp lực đè nặng lên vai người sẽ thực hiện thử thách tại phim trường. Liệu gia đình sẽ cử ai tham gia và người đó có đủ sự tự tin và bình tĩnh để vượt qua thử thách? Phải nói là 7 ngày qua thì họ luyện tập khá hiệu quả thưa quý vị. Trước khi thi thì chú Linh hỏi con nè, con tin rằng hôm nay gia đình mình sẽ chiến thắng không? Dạ chiến thắng. Chiến thắng. Theo con chiến thắng được 10 triệu thì chúng ta sẽ làm gì hả con trai? Sử dụng 10 triệu để mẹ mua đồ. Mua gì? Mua thức ăn cho. Mua thức ăn luôn? Cho cả 10 triệu mua hết thức ăn luôn. Nhìn là biết là tròn tròn vậy là mua thức ăn rồi ha. Đó là hy vọng thôi nha. Còn chưa biết. Chúng ta quyết định xem cử ra người nào sẽ là người chinh phục thử thách của chương trình. Dạ là mẹ con. Sao thấy bà thổi hay hơn mà? Nãy ngoại già. Ngoại già hả trời? Chê mà ngoại già nữa. Ngoại già ngoại yếu. Rồi thôi bây giờ là chắc chắn là mẹ ha. Mẹ Phương ha. Dạ. Và bây giờ xin mời chúng ta đón nhận thử thách. Trong vòng 1 phút, người chơi phải thổi trái bóng bàn qua 8 chai thủy tinh dựng ngược và cuối cùng bóng phải rơi vào ly đã bố trí sẵn. Phần thi xem như thất bại nếu hết thời gian quy định mà bóng không rơi được vào ly. Lưu ý, chỉ cần một trái bóng rơi vào và nằm trong ly là chiến thắng thôi. Người chơi chỉ được thổi một hơi cho một trái bóng chứ không được mình thổi nhiều hơi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem bóng này thổi được hay không. Dạ bóng này em bữa giờ là ban tổ chức có cho gia đình em mượn để thử anh. Dạ đúng chưa? Dạ đúng anh. Cả nhà hiểu rõ luật chơi chưa? Dạ hiểu. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chiến thắng không? Chiến thắng. 10 triệu hay 1 triệu? 10 triệu. 1 triệu. 10 triệu. 1. 10. 1. 10. 1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Chị chuẩn bị cho kỹ đi. Và chúng ta hít hơi thật sâu vào, điều hòa cái hơi thở. Bởi vì hơi mạnh quá cũng không được, mà nhẹ quá không được, mà hơi méo qua một chút xíu cũng không được. Hy vọng là sẽ được. Hy vọng sẽ được. Gia đình có muốn chia sẻ gì để động viên của chị Phương hay không? Chị ơi cố lên. Mẹ ơi. Bây giờ chị Phương mọi tập trung 100. Mọi người kêu cố lên là anh biết sao không? Tại sao vì chị? Em nói nếu em thắng được 10 triệu em cho 10 triệu. Xung lắm. Cố lên, 10 triệu đợi con đó con. Đưa luôn. Bình tĩnh nha con. Sẵn sàng. Tập trung hết sức mình. 1 phút. Bắt đầu. Quá đã, quá vui. Trời ơi,
Tôi không nghĩ tại sao lại lần đầu tiên lại được vậy. Để thử tôi xem thế nào nhá. Hay là chỉ có để cục hít gì đây không? Chơi không chơi cục hít nha. Quý vị đừng tưởng là dễ quý vị nha. Rất là khó. À quỳ mới thổi. Đứng thổi cái hơi nó xuống. Mà nằm thổi hơi nó ngang. Cố lên quyền lên, cố lên quyền lên. Một phút mà. Tiếp nữa anh. Vâng, như vậy là chúng ta đã thỏa mãn cái niềm vui rồi ha. Một tuần luyện tập qua đã có một cái kết quả tốt đẹp. Chúc mừng gia đình và chúng tôi xin trao gia đình giải thưởng. Đó là 10 triệu đồng. Đây, chúng ta có thể mua vật dụng trong gia đình, mua sách vở và có bữa liên hoan. Dạ, cảm ơn anh Đường Linh. Xin chào tạm biệt gia đình. Dạ. Xin chào tạm biệt anh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau với gia đình tài tử phiên bản tài năng tổng hợp quý vị nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.